Nếu bạn vẫn chưa biết nên mua chiếc đài radio, cassette nào tốt hiện nay thì có thể tham khảo top 8 gợi ý đài radio, máy cassette chất lượng và thú vị trong video này. 1. Máy cassette Sony ZSJS60BT. Đài radio Sony ZSJS60BT được thiết kế nổi bật với lớp chất liệu cao cấp và tôn màu đen tinh tế, sang trọng nên thích hợp để sử dụng cho mọi không gian như phòng khách gia đình, phòng làm việc, lớp học. Thêm vào đó, sản phẩm còn có kích thước tương đối nhỏ gọn và chỉ nặng 2.5kg, cùng với thiết kế dạng sách tay tiện lợi, để giúp bạn mang theo mọi lúc mọi nơi đơn giản. ZSJS60BT có khả năng kết nối nhanh chóng với smartphone qua giao tiếp NFC một chạm, và thông qua cổng Bluetooth cho phép bạn có thể phát những bài hát yêu thích. Đài cassette Sony ZSJS60BT có khả năng đọc được đĩa CD, kết nối USB và Bluetooth. Ngoài ra, bạn còn có thể ghi âm CD và USB vô cùng tiện lợi. Điều này giúp bạn dễ dàng truyền tải hay phát các tệp âm thanh để tận hưởng những giai điệu thật hấp dẫn từ bộ sưu tập đĩa yêu thích. Hệ thống âm thanh của máy cassette Sony này cực kỳ tốt với hai loa siêu trầm Megabass tăng cường với công suất hoạt động 2W, từ đó mang đến chất lượng âm thanh mạnh mẽ, sống động nhưng vẫn đảm bảo độ chân thực. Thiết bị còn hỗ trợ kết nối với USB và đọc đĩa CD, nhờ đó tăng tính trải nghiệm cho người dùng. Máy cũng cho phép ghi âm CD và USB đồng thời giúp dễ dàng truyền tải và phát các tệp âm thanh từ CD. Tính năng bắt sóng AM và FM nhanh chóng cho phép bạn thưởng thức được nhiều kênh radio khác nhau. Thời gian sử dụng của chiếc cassette Sony ZSJS60BT này có thể kéo dài đến 26 giờ, trong khi thời gian phát CD là khoảng 9 giờ nên bạn có thể sử dụng đài cassette Sony thoải mái mà không cần lo lắng về việc hết pin giữa chừng. 2. Máy cassette Block Sony ICFC1. Sony ICFC1 được đánh giá là một trong những mẫu đài báo thức thuộc thế hệ thiết kế mới dạng cube có kiểu dáng dạng lập phương độc đáo, ấn tượng. Thiết kế theo tiêu chí 2 trong một vừa có chức năng như một đài radio lại vừa đóng vai trò của một chiếc đồng hồ báo thức, vừa là chiếc radio giải trí. Không những sở hữu kiểu dáng nhỏ gọn, trọng lượng siêu nhẹ mà Sony ICFC1 còn có mặt gương sáng bóng và được trang bị thêm màn hình LCD cho độ hiển thị rõ ràng cùng hệ thống đèn LED Jumbo màu vàng giúp dễ dàng nhìn đồng hồ từ mọi nơi trong phòng đảm bảo rằng bạn không bao giờ bỏ lỡ một cuộc hẹn hoặc cuộc họp quan trọng. 3. Máy cassette Toshiba TICWU11. Toshiba TICWU11 có kiểu dáng sách tay hay thiết kế gọn gàng với vẻ đẹp sang trọng, cuốn hút, kết hợp với gam màu xám tinh tế. Với khả năng bắt sóng tuyệt vời với đài FM20 và AM10, Toshiba TICWU11 giúp bạn có thể xem được rất nhiều kênh radio để không phải bỏ lỡ bất cứ nội dung, bản nhạc yêu thích nào. Bên cạnh đó, máy còn hỗ trợ phát các bản nhạc MP3 qua USB, hay đọc được nhiều định dạng đĩa CD khác nhau. Được trang bị hệ thống loa 2.0 hiện đại kết hợp cùng công nghệ âm bass tiên tiến, đài radio Toshiba TICWU11 cho phép mang tới những bản nhạc pop ballad, trữ tình nhẹ nhàng hay những bài hát có giai điệu cũng như âm thanh sôi động. Toshiba TICWU11 vận hành ổn định và cực kỳ linh hoạt với nguồn điện AC trên DC, sử dụng pin. Việc này sẽ cho phép người dùng mang theo bên mình mọi lúc mong muốn. Tương tự như hầu hết các dòng máy cassette của Toshiba khác, TICWU11 cũng được tích hợp bộ phận điều khiển từ xa để bạn dễ dàng thay đổi nhạc hoặc tăng giảm âm lượng mà không cần phải di chuyển đến gần máy. 4. Máy cassette Toshiba TICJU12. Bạn đang có ý định tìm mua một chiếc máy cassette để phục vụ nhu cầu nghe radio, nghe đài FM, chắc chắn không thể bỏ qua Toshiba TICJU12, dòng sản phẩm chất lượng cao đến từ Nhật Bản. Sản phẩm nổi bật với kiểu dáng đẹp mắt với gam màu trắng xám sang trọng và tinh tế phù hợp trang trí cho các không gian kiến trúc hiện đại cùng với kích thước nhỏ gọn cùng thiết kế thêm phần tay cầm rất tiện lợi giúp người dùng có thể di chuyển theo ý muốn. Không chỉ có mức độ hoàn thiện cao về mặt kiểu dáng, thiết kế, Toshiba TICJU12 còn mang trong mình một loạt tính năng hữu dụng như nghe nhạc từ cổng USB, khả năng đọc đĩa CD nhanh chóng, chức năng FM trên AM giúp bạn có thể nghe được nhiều kênh radio ở bất cứ nơi đâu. Toshiba TICJU12 được trang bị công suất tổng khá lớn khoảng 13W, đi kèm là hai loa nhỏ có công suất mỗi loa là 1W để mang lại chất lượng âm thanh mạnh mẽ, nhưng vẫn tương đối dễ chịu và trong trẻo. Với bộ điều khiển, từ xa được tích hợp cho phép người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh các hoạt động của máy từ xa, mà không cần phải tốn thời gian và công sức để di chuyển đến gần. 5. Máy cassette Panasonic ZF562DD. Đài radio Panasonic ZF562DD là một trong những dòng đài radio tốt nhất của thương hiệu Panasonic hiện nay. Sản phẩm có kích thước vô cùng nhỏ gọn, trọng lượng tương đối nhẹ, chỉ khoảng 0.5kg, rất thuận tiện mang theo bên mình. Với kiểu dáng khá bắt mắt, sản phẩm thích hợp trang trí với mọi không gian.
Radio Panasonic RF562DD có mức độ hoàn thiện cao về thiết kế với các nút điều chỉnh âm lượng, anten bắt sóng thuận tiện cùng với rách cắm 3.5mm. Tất cả đều được bố trí ở những vị trí thích hợp, nhờ đó đem đến cho bạn tiện lợi nhất trong quá trình sử dụng. Đài Radio Panasonic RF562 được tích hợp anten thu sóng có thể tăng cường khả năng thu sóng ở những vùng sóng yếu, nút âm lượng, rách cắm audio out tai nghe 35mm tương thích với các loại tai nghe thông dụng trong trường hợp. Máy cassette Panasonic RF562 có 3 giải tần sóng radio phổ biến là FM, SW, MW, giúp người dùng có thể theo dõi được rất nhiều kênh radio yêu thích và còn có núm gạt lựa chọn giải tần sóng riêng biệt ở phía sau, tránh nhảy giải tần khi sử dụng. Hệ thống loa có công suất 8W cho chất lượng âm thanh to, rõ ràng và sắc nét, vận hành bằng nguồn 2 viên pin DC 3V, đi kèm theo là một adapter DC 36V thông dụng và sử dụng khi không có sẵn pin. Bên cạnh đó, máy còn đi kèm thêm trang bị bao da có tích hợp dây đeo tiện lợi, nhờ vậy việc mang theo bên mình để nghe nhạc mọi lúc mọi nơi. 6. Máy cassette mini bỏ túi Philips AE1500. Đối với những người có tính chất công việc thường xuyên di chuyển nhiều, thì bạn hãy nên cân nhắc chọn mua các dòng máy cassette mini cầm tay nhỏ gọn, có thể bỏ túi mang theo khá tiện lợi như Philips AE1500. Đây là một chiếc radio di động được nhập khẩu từ Mỹ, có kiểu dáng siêu nhỏ gọn, trọng lượng rất nhẹ chỉ khoảng 63 mà bạn có thể cho vào túi quần, áo và mang theo bên mình sử dụng mọi lúc mọi nơi khi cần. Thoạt nhìn, Philips AE1500 khá giống một chiếc máy bộ đàm cầm tay với gam màu đen bắt mắt và hiện đại. Cơ chế sử dụng đơn giản và khả năng bắt sóng radio nhanh chóng với hai băng tần là AM và FM tuner. Hệ thống âm thanh được tích hợp gồm loa và rách cắm tai nghe 3.5mm giúp bạn có thể thoải mái thưởng thức được nhiều chương trình radio hay bài hát yêu thích với chất lượng âm thanh rõ ràng, chân thực nhất. Philips AE1500 hoạt động bằng 2 viên pin AA thông dụng. 7. Máy cassette cao cấp Tích SLD930. Nói đến các dòng máy cassette cao cấp không thể không nhắc đến Tích, một thương hiệu nổi tiếng và lâu đời của Nhật Bản trong lĩnh vực sản xuất thiết bị nghe nhìn. Trong đó, SLD930 là dòng máy cassette được nhiều người dùng đánh giá cao. Tích SLD930 có mức độ hoàn thiện cao về mặt thiết kế, các chi tiết được gia công tỉ mỉ và sắc nét với nhiều lựa chọn màu sắc, đen, xám, đỏ, cho nhiều lựa chọn và tạo cho máy cảm giác sang trọng và góp phần làm tăng độ thẩm mỹ cho không gian phòng. Thiết bị còn được hỗ trợ kết nối và phát các tệp âm thanh từ smartphone hoặc máy tính bảng qua cổng kết nối không dây Bluetooth, khả năng ghi nhớ tối đa đến 8 thiết bị. Công suất hoạt động lên đến 20W kỳ mạnh mẽ và sống động. Máy sử dụng bộ khuếch đại âm thanh Class D thế hệ mới mang đến chất lượng âm thanh tuyệt hảo, đồng thời giảm thiểu điện năng tiêu thụ. Bắt sóng nhanh chóng với 2 băng tần FM trên AM, số lượng bộ nhớ chạm 20AM 20FM tự động hoặc có thể tùy chỉnh bằng tay. Hỗ trợ đọc được nhiều định dạng khác nhau như định dạng MP3 trên đĩa CD-R hay định dạng WMA trên CD-RW, kèm theo các chế độ phát lại ngẫu nhiên khoảng 32 bản nhạc. Bên cạnh đó, Tích SLD930 còn được trang bị bộ hẹn giờ thông minh cho phép bạn có thể linh hoạt trong việc cài đặt các chế độ của máy, như hẹn giờ phát nhạc, cài đặt giờ tắt hay tăng giảm âm lượng. Ngoài ra cũng không quên nhắc đến bộ đếm thời gian ngủ khoảng 90 phút, hai bước điều chỉnh độ sáng cho màn hình. Thuộc dòng sản phẩm cỡ lớn nên Tích SLD930 có trọng lượng khá nặng lên đến 6,6kg, do đó thiết bị không phù hợp để mang theo bên mình. 8. Đài Radio Texun R909. Nói đến các dòng máy cassette cao cấp không thể không nhắc đến Texun, một thương hiệu nổi tiếng và lâu đời trong lĩnh vực sản xuất thiết bị nghe nhìn. Texun R909 được đánh giá cao về mặt thiết kế. Màu sắc chủ đạo là sự kết hợp giữa hai gam màu đen và xanh, vừa lạ mắt vừa sang trọng. Sản phẩm có các nút chọn kênh, dò kênh, tăng giảm âm lượng, bật tắt, được bố trí rõ ràng, thuận tiện cho sử dụng và không kém phần hài hòa trong thẩm mỹ. Đài bắt sóng nhạy trên các giải tần số phổ biến của các kênh FM, MW, SW, trang bị thêm ngõ cắm tai nghe 3.5mm thuận tiện khi sử dụng cá nhân. Texun R909 sử dụng nguồn điện sạc 3V DC hoặc pin size AX2 pin dự phòng khi mất điện. Với trọng lượng chỉ 170g, bạn thoải mái di chuyển radio Texun R909 tới bất cứ nơi nào. Trên đây là top 8 cộng đài radio, máy cassette có chất lượng âm thanh tốt nhất. Hy vọng với những thông tin này sẽ giúp bạn lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu và điều kiện tài chính của mình. Link sản phẩm mình để sẵn dưới phần mô tả để các bạn tham khảo. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.